chiến của năm nhà đấu giá vì một giọng hát tuyệt đỉnh. Bữa nay có bao nhiêu giọng hát nữ là nhường cho anh hết, anh chịu chưa? Tôi chiến được gì tôi cũng chết với hai ông rồi, hai bên không có nhanh nhẹn bằng mấy người này. Bây giờ cơ thể anh sao, khỏe không? Khỏe chứ, khỏe lắm rồi. Nhưng mà bữa nay cái tóc em sao kỳ vậy? Đây là một cái hình mẫu nam tính hơn, không có một chút nào gọi là trời. Em quá thần phục anh Sherlock Long. Sherlock Long anh sơn mặt vân vân và đang ngồi phục lăn. Thấy con người cao siêu chưa? Trời ơi, người này là cải trên, không phải đây đâu. Bốn giọng hát bí ẩn. Mỗi nhà đấu giá có 30 triệu đồng. 18, 20, 22, 23, 90 giây, 60 giây, 30 giây, 15 giây. Giọng hát nào sẽ giành chiến thắng? Tập 10 Sàn chiến giọng hát phát sóng lúc 21:15 ngày 4 tháng 7 trên kênh VTV3.